Vâng, xin chào mừng quý bà con anh em và các bạn. Ham mê nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Rất là vui được trở lại với kênh YouTube Kỹ thuật nuôi ong Phương với một cái chủ đề video mới. Hôm nay là chúng ta sẽ làm di trùng mũi chúa nhân tạo trên cầu thang chúa rời mà cũng không cần đế chúa. Chúng ta sẽ làm một cách đơn giản nhất. Thì những cái phương pháp, nhiều cái phương pháp làm mũi chúa nhân tạo rồi tôi cũng đã hướng dẫn nhiều rồi, nhưng mà nhiều người làm vẫn chưa được và nhiều người vẫn yêu cầu tôi sẽ chia sẻ lại về cách làm mũ chúa di trùng trên cầu thang chúa, là có thể là cầu thang chúa liền, có thể là cầu thang chúa rời, và có thể là có một đế và có thể không có đế. Thế thì cũng sau đây thì trước khi làm thì tôi sẽ chia sẻ với bà con và các bạn này công tác chuẩn bị cổng công tác chuẩn bị nhất thiết thì chúng ta vẫn phải có cái nồi đấu sát như thế này, có thể là lưỡi mèo hoặc là có thể là những cái mà sát chúng ta nấu ra từ cái sáp bỏ đi. Cái thứ hai là chúng ta nhất thiết chúng ta phải có cầu thang chúa, đây là cầu chúa liền nhưng mà tôi sẽ tháo rời ra, tháo rời ra thì nó gọi là cầu thang chúa rời. Thì ra tháo ra từng thang một rời thì rất là dễ làm nhé. Đấy. Chúng ta tháo rời cho từng thang thang rất là dễ làm đây ạ. Đây không phải là cầu thang liền mà cầu thang rời ba thang. Thế thì tiếp theo đó là chúng ta phải chuẩn bị cái nhất thiết là có quản chúa rồi, tôi vẫn nói và giới thiệu nhiều lần rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ có những cái đây là cái bút di trùng. Thì bút di trùng này thì tôi mới mua, thì hôm qua có cái bút di trùng này tôi đã mài rồi nhưng mà hôm qua lại để lại cho một bạn ở ngoài Kim Bảng Hà Nam, thì tôi đã làm rồi thì bạn lại lấy lại cho tôi đi bút giờ này tôi lại mua. Tôi lại mua lại và tôi sẽ hướng dẫn cho bà con và các bạn anh em, sẽ tí nữa tôi hướng dẫn cách mài để múc được mũ chúa, không là chúng ta mua về mà chúng ta múc ngay là không được đâu nhé. Đấy, thì phải có cách xử lý đã. Đây là cái mài bằng giấy ráp thôi, tí nữa tôi chia sẻ. Thì đây là cái cốc nước lạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm luôn nhé, không thời gian rất là dài. Bây giờ chúng ta sẽ nói vắn tắt và tôi làm từng bước một, làm đâu thì giới thiệu đây nhé. Vâng, chúng ta cũng bắt đầu nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu làm thì đây là cái nồi sáp mà tôi đã đun chảy xong nhé. Tôi đã đun nóng chảy ở đây rồi. Đun nóng chảy đây rồi thì ba cái thang chúa, đây là ba cái thang chúa rời. À, tôi đã tháo rời đây rồi thì chúng ta bắt đầu làm đế. Chúng ta làm cái đế để chúng ta đưa mũ chúa vào đây, để lúc chúng ta cắt nó dễ nhé. Đấy. Thì chúng ta quay lộn lại cái để đổ mũ chúa. Đây. Quay lại cái quản chúa đồng dưới thì chúng ta sẽ thấm vào cái sáp chảy và chúng ta dúng lên nhé, dúng làm đế. Rồi tí nữa chúng ta gắn mũ chúa vào đây nhé. Vâng, như bước một thì đã nhúng xong các cái điểm gọi là cái điểm đế nhá, cái điểm đế xong. Sang thứ hai là chúng ta quay lộn lại cái quản chúa thì chúng ta bắt đầu là chúng ta làm đến cái chén sáp nhá. Thì chúng ta phải rút với nước nóng, rút nước nóng này chúng ta chúng nó vùng rúng vào cái nồi chén sáp nhá. Chúng ta đúng được vài ba lần thì chúng ta sẽ xoáy ra nhé. Cái này là hơi sát.
chúng ta phải nhúng ba lần, chúng ta xoáy ra nó ra cái chén sáp thế này nhé. Đã. Ra chén sáp thế này nhé. Còn con cuối cùng nó cũng là xong nhá, đế cuối cùng là xong. Giờ chúng ta sẽ sang cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ đưa mũ chúa vào trong đế này hết nhé, đưa vào trong đế nhé. Thì chúng ta lại đưa cái mũ chúa vào trong đế, đưa vào đế, sau chúng ta lại gắn này, gắn từng con một đấy ạ. Vâng, như vậy là xong nhé, xong cả ba cầu thang rời không đế đoán nhé. Nhưng chúng ta lưu ý là xong rồi chúng ta thổi khô, chúng ta thổi khô hết đi, không không được để đọng nước khi trước khi chúng ta di trùng nhé. Bây giờ tôi và quý bà con và các bạn chúng ta sẽ ra chọn đàn mẹ và đàn bố để đưa vào di trùng ở đây, đưa vào chúng ta sẽ chọn đàn mẹ và đàn nuôi dưỡng nhé. Xin lỗi, ra chọn đàn mẹ là chúng ta lấy ấu trùng, và đàn đàn nuôi dưỡng đây, thì chúng ta xem ra trại ong chúng ta chọn nhé, rồi chúng ta cũng bắt đầu ra trại ong nhé. Rồi. Vâng, như vậy là tôi đã xuống để đến trại ong rồi, xuống để đến trại ong rồi, tôi ra trại ong rồi thì chúng ta sẽ lấy chọn đàn mẹ nhé. Đây tôi lấy cái đàn mẹ, đàn này là cái đàn mẹ, cái đàn này là cái đàn 4 cầu, nhưng mà tôi đã giảm đi một cầu rồi nhé. Đàn này là đàn 4 cầu, tôi giảm đi một cầu và đã bắt chúa đi rồi. Tôi bắt chúa đi, tôi chia sang đàn khác và tôi làm chúa luôn. Chứ không cần phải tách đi 6 giờ và 12 giờ. Là tôi vừa tách chúa xong lúc nãy. Thì tôi giảm đi một cầu và bây giờ chúng tôi sẽ rũ lên một cầu để về chúng ta lấy ấu trùng nhá. Cái đàn này là vừa là đàn mẹ nuôi dưỡng, vừa đồng thời là cái đàn để nuôi dưỡng luôn, vừa là đàn mẹ lấy ấu trùng luôn nhá. Để chúng ta sẽ chọn một cầu. Nó là đàn 4 cầu. Thì tôi sẽ lấy đi một cầu nhé. Tôi rũ đi một cầu nhé. Tôi sẽ rũ lên một cầu có ấu trùng nhỏ tuổi nhá. Cái đàn ong phải đông như thế này nhá. Một đàn 4 cầu thì tôi sẽ giảm lên một cầu rồi. Và nó tách chúa rồi. Chúng ta rũ lên một cầu. Đây tôi đã rũ được một cầu rồi, một cầu cái đàn này là tôi chọn cái đàn này làm là đàn nuôi dưỡng và đàn lấy ấu trùng luôn nhé. Để chúng ta bắt đầu về lấy ấu trùng nhé, về khêu ấu trùng. Vâng, như vậy là chúng ta vừa rũ được cầu ong ở ngoài ngoài trại về rồi, cái đàn mẹ về rồi. Thì riêng cái
quan trọng nhất là chúng ta giai đoạn mà chúng ta múc ấu trùng là quan trọng nhất nhé. Nhiều người là chúng ta là không múc được, thì chia sẻ với tôi và cũng có nói với tôi rằng là bác làm cái video làm lại cụ thể hơn, thì hôm nay tôi lại tiếp tục làm, tôi làm nhiều lần rồi, nhưng hôm nay cũng nhân tiện là có người hợp đồng cầu chúa, thế nên hôm nay tôi vừa là hợp đồng người ta hợp đồng cầu chúa thì tôi cũng hướng dẫn quý bà con anh em mà chúng ta làm lại, vì là tôi làm lại để cho mọi người là cùng theo dõi. Thì chúng ta khi mà chúng ta mới mua hộp về chúng ta không làm ở đâu thì chúng ta phải điều chỉnh nhá, chúng ta phải lướt như này, tôi đã hướng dẫn bà con điều chỉnh lại. Đầu tiên là cái lưỡi gà là cứng, nhưng chúng ta phải lướt lướt nhiều lần thế này nhá, lướt nhiều lần như thế này, khi nào mỏng nó mỏng đi mà nó có độ mềm, nó độ cong lên thế này, có độ cong thế này mà chúng ta múc được nhá. Đấy thì tôi vừa điều chỉnh xong rồi, thì hôm qua có một cái bút tôi đã điều chỉnh xong, thì hôm qua có một bạn ở ngoài Kim Bảng Hà Nam thì lại phải lấy lại, thì tôi mài thì anh và học với ông anh lấy lại, thì hôm nay tôi mua cái mới và tôi lại điều chỉnh lại, thì là hướng dẫn cứ bà con chúng ta mài, thì tôi cũng có một cái video hướng dẫn mài rồi, chúng ta lướt làm nhiều lần để nó có độ cong một tí chúng ta múc được nhé. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu múc nhé, chúng ta bắt đầu múc để đưa vào chén sáp nhé, thì tôi sẽ múc một con và đưa chén sáp cho cái bà con anh em mà các bạn tham khảo. Đây là toàn ấu trùng một ngày tuổi nhé, đây ấu trùng vật ngày tuổi đấy, thì tôi sẽ múc nhé. À, đây ạ, múc được một con một ngày tuổi đấy ạ. Tiếp con thứ hai đấy, rất nhanh, tôi múc rất nhanh ở đây ạ. Con thứ hai đấy ạ. Thì tôi đưa vào chân sáp này. Chứ một, mọi người cho trông tôi đưa vào chân sáp nhé. Đây ạ, đưa vào chân sáp này. Chúng ta sẽ đưa phương thẳng đứng vào chân sáp nhé. Nó xong đưa rất nhanh nhé. Đưa vào chân sáp như thế này nhé. Đây bà con nhé. Đây là cái con một ngày tuổi mà tôi vừa múc lên mà tôi đã phóng to như thế này nhé. Thì ta sẽ đưa vào chân sáp này. Con một ngày tuổi đưa vào chân sáp nhé. Đây chúng ta đưa chân sáp này. Chúng ta đẩy nhẹ cái lưỡi gà xuống nhá. Đấy là cái đấu trùng nó nằm gọn ở trên cái chân sáp nhá. Đấu trùng nằm gọn chân sáp rồi. Đây là di trùng khô nhá, chúng ta không cần phải lót cái gì cả nhá. Không cần phải lót giọt mật, không cần phải lót sữa chúa của ông Ý. Mà chúng ta di trùng khô là chúng ta múc cầu sữa nhé. Di trùng khô là chúng ta sẽ múc được cả ổ sữa nhé. Ở đây thì đã hướng dẫn quý bà con chúng ta rất tỉ mỉ. Đây là chúng ta sẽ múc cả ổ sữa và đưa thẳng cái bút di trùng xuống là chúng ta ấn vào cái ô lăng là cứ ấn đều xuống là tự nó lượn cái lưỡi gà lên là tôi múc đồ cả ổ nhé. Ở đây tôi tiếp tục làm. Như vậy tôi chỉ hướng dẫn thế cho quý bà con chúng ta. Tôi hướng dẫn nhiều lần để chúng tôi bây giờ tôi tiếp tục tôi làm nhé. Vâng, như vậy là tôi cũng đã di trùng 3 thang, xong 3 thang, di trùng xong 3 thang ấu trùng cầu thang rời nhé. Thì đây là một cái hình thức, người ta gọi là di trùng khô. Thì chúng ta không cần phải lót giọt mật, mà cũng không cần phải lót sữa ông chúa. Bởi vì đây là cái bút di trùng, bút trùng mà chúng ta múc được cả ổ sữa nhé. Chúng ta múc lượn xuống, chúng ta múc được ổ sữa và chúng ta... đẩy vào trong chén sáp là nó có cả sữa chúa của ông thợ đây rồi nhá, à sữa chúa của ông chúa đây rồi nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta lắp vào cầu thang chúa này, rất đơn giản thôi ạ. Đây chúng ta lắp vào như thế này nhá, xong ta lắp thang thứ hai, thì chúng ta khi mà khai thác là chúng ta rất dễ là lấy, chúng ta dễ làm hơn. Thang thứ ba, thang thứ tư, thì chúng ta đưa vào cái khe này,
chúng tôi đẩy vào. Chúng ta đẩy vào là xong, thế này là xong nhé. Giờ chúng ta sẽ ra đưa vào đàn nuôi dưỡng nhé. Vâng, chúng ta sau khi chúng ta đã di trùng xong, chúng ta đã di trùng xong để chúng ta sẽ lộn cái cầu chúa xuôi như thế này. Lộn xuôi như thế này và chúng ta sẽ đưa vào đàn nuôi dưỡng nhé. À. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đàn nuôi dưỡng. Đây là đàn 4 cầu mà tôi rút đi. Đây là đàn 4 cầu tôi rút đi 2, 3, rút đi 1 cầu, còn để 3 cầu thôi. Ta sẽ đưa cái cầu chúa vào giữa nhé. Đưa cái cầu chúa vào giữa. Ta sẽ đưa cầu chúa vào giữa này. Đấy, đưa cầu chúa vào giữa này. Và đồng thời cái cầu di trùng lúc nãy thì chúng ta cũng giả về. Cái cầu di trùng lúc nãy chúng ta lấy ấu trùng làm vừa đàn mẹ vừa làm nuôi dưỡng, chúng ta cũng giả về. Và chúng ta khép lại. Giả lại về như cũ. Giả về như cũ. Đây là cầu chúa nhá. Một cầu xong đến cầu chúa này. Và đến hai cầu nhá. Đấy, thì chúng ta xong rồi. Chúng ta sẽ phải tiếp tục rót nước đường nhá. Riêng đàn làm cầu chúa thì chúng ta cho ăn bú chúa bao giờ vít nắp thì mới thôi nhá. Đấy, chúng ta không quên phải đổ nước đường. Nước đường này là nước đường một nước là nước đường đặc. Một đường một nước chứ không phải là đường loãng nhá. Đây là nước đường này để nuôi cầu chúa nhá. Thì chúng ta phải rót đầy máng và cho ăn 3 ngày liền. Cho ăn cái khi nào mà bú chúa vít nắp thì thôi. Cứ cho ăn. Đấy, chúng ta cho đổ đầy máng khi nào đổ đầy quá nó chảy ra ngoài kìa. Đổ đầy quá nó chảy ra ngoài. Thì đây ạ, đổ đầy máng nước đường rồi đấy. Thì để cho nó nuôi cầu chúa khi nào vít nắp thì thôi nhé. Chúng ta tiếp tục đẩy lưới. Là đã xong, đàn ong chúng ta làm cầu chúa. Cầu chúa này, cầu chúa di trùng khô. Thế là tôi đã xong cái và nước đường này để tới ngày mai tiếp tục lại cho ăn nhé. Ngày mai lại tiếp tục đổ khi nào cầu chúa vít nắp thì mới xong. Vâng, như vậy là đây là cái trại ong này, cái trại ong của anh Cao thì mới ở Hà Tây. Ở Hà Tây chuyển vào tối hôm qua và hôm nay thì anh cũng đã chia một số đàn và bây giờ là anh yêu cầu tôi là nhờ tôi làm cái cầu chúa này cho anh ấy. Thì hôm nay là anh ấy về rồi thì tôi cũng tiếp tục làm cho anh một cái cầu chúa. Mà đồng thời cầu chúa này là 40 con thì cái trại ong này cũng có khả năng là sẽ thừa. Thì như vậy ai có nhu cầu lấy mũ chúa thì tính 10 ngày nữa thì sẽ có chúa già nhá. Thì đây cái cầu chúa này cũng không sử dụng không hết. Thì mình thông qua cái video này để quý bà con chúng ta cũng nắm được ai có nhu cầu cần chúa sau 10 ngày nữa thì cũng liên hệ với tôi nhá. Cũng liên hệ với tôi. Thì thông qua cái video hôm nay là chia sẻ quý bà con chúng ta với cái chủ đề là tạo cầu chúa nhân tạo, di trùng, cầu thăng rời, không cần đế chúa. Đấy cái nội dung của video. Thì video đến đây cũng kết thúc. Xin chào quý bà con và các bạn đã để tâm theo dõi. Vâng, hẹn gặp lại quý bà con và các bạn với video sau nhé. Vâng, xin chào.